Kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Dịch Covid-19 dần được kiểm soát, sắp tới người dân sẽ không còn phải khai báo y tế nội địa. Chợ Bến Thành nhộn nhịp, tiểu thương vui mừng đón khách du lịch trở lại. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo nhiều vụ dàn cảnh trộm cắp tại các tiệm thuốc tây. Sáng nay diễn ra chặng 20 cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh từ Nha Trang đi Đà Lạt. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 4, liên quan tới việc khai báo y tế trong bối cảnh dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam hiện không áp dụng truy vết dịch tễ, cuộc sống đang trở lại bình thường. Vì vậy, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ không áp dụng khai báo y tế nội địa nữa. Bộ Y tế đã giao cho Cục Y tế Dự phòng xây dựng các hướng dẫn về việc này và đưa ra thông báo cụ thể. Đối với khai báo khi nhập cảnh, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết đang yêu cầu phải trở lại trạng thái bình thường mới, tức là chỉ khai báo theo đúng điều lệ quốc tế như trước kia khi chưa có dịch Covid-19, trong đó chỉ yêu cầu khai báo thông tin cơ bản. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cho biết đang nghiên cứu việc đưa Covid-19 ra khỏi danh sách bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A. Điều này có nghĩa dịch Covid-19 sẽ trở thành dịch bệnh lưu hành thông thường. Một số biện pháp về phòng chống dịch bệnh cũng như thông điệp 5K vẫn đang được áp dụng hiện nay sẽ được nới lỏng hơn. Theo đánh giá của Bộ Y tế, dịch bệnh Covid-19 đang có xu hướng giảm mạnh tại 4 tiêu chí trong 30 ngày qua gồm số ca cộng đồng cả nước giảm 56,5%, số ca tử vong giảm 60,5%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 44,9%, số ca nặng nguy kịch giảm 38,6%. Tính đến ngày 25 tháng 4, cả nước đã tiêm hơn 212,6 triệu mũi tiêm vaccine phòng Covid-19. Tuy nhiên, trên hệ thống phần mềm tiêm chủng mới ghi nhận thông tin khoảng 205 triệu mũi. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc cập nhật và xác thực số liệu thông tin tiêm chủng trước ngày 1 tháng 6 tới đây. Theo Bộ Y tế, trong số 205 triệu mũi tiêm đã được nhập lên hệ thống, vẫn còn 43 triệu mũi tiêm đang xác minh thông tin như các đối tượng không có hoặc sai định dạng chứng minh nhân dân, không khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Y tế khẳng định việc liên thông dữ liệu có ý nghĩa quan trọng sau này khi ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số với ngành y tế, bệnh viện thông minh hay bệnh án điện tử. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế. Bộ Y tế cũng đánh giá tốc độ tiêm mũi 3 vẫn chưa đạt tiến độ, các địa phương gấp rút tiêm mũi 3 cho người dân và hoàn thành tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 trong quý 2. Thưa quý vị, sau thời gian dài chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, chợ Bến Thành đã nhộn nhịp trở lại, lượng khách hàng tăng lên nhanh chóng. Càng gần kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lượng khách càng đông, hoạt động kinh doanh khởi sắc, khiến các tiểu thương vô cùng phấn khởi. Theo ghi nhận, sức mua tại chợ tăng gần 40% so với cuối năm ngoái, tập trung chủ yếu ở các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm sấy khô, trái cây. Giá các mặt hàng vẫn ở mức ổn định, không tăng cao vào dịp lễ. Nguồn khách đa phần là khách nước ngoài và khách từ các nơi. Trong cái dịp lễ này thì nói chung khách ở Hà Nội vô rất là nhiều. Tại vì năm trước là đang trong mùa dịch, thành thử là cái lượng khách nó không có nhiều. Và năm nay thì lượng khách đã được nhiều hơn. Người ta vào đây người ta ăn uống cũng nhiều, mua sắm cũng nhiều. Dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 kết hợp với cao điểm du lịch hè sẽ là sức bật cho kinh doanh. Các tiểu thương kỳ vọng sức mua sẽ tăng 2-3 lần so với ngày thường, giúp tiểu thương khôi phục kinh tế sau thời gian khó khăn do dịch bệnh. Thưa quý vị, theo dự kiến sáng nay 27 tháng 4, công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận phối hợp với tỉnh Tiền Giang và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Đây là tuyến đường quan trọng nối Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại. Toàn tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có tổng chiều dài 51,5 km. Đến nay dự án đã hoàn thành được khoảng 98% khối lượng. Các hạng mục còn lại chủ yếu là đường gom, trạm thu phí. Theo tiêu chuẩn thiết kế đường qua nền đất yếu, dự kiến thời gian tắc lúng hoàn toàn của cao tốc là 15 năm kể từ thời điểm đưa vào sử dụng, với độ lúng cho phép còn lại là 30 cm. Hiện công ty đang theo dõi chặt chẽ và thực hiện nhiều biện pháp xử lý nhằm rút ngắn thời gian chờ lúng của nền đường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến công trình. Thưa quý vị, từ ngày 25 tháng 4 đến nay, nhiều cửa khẩu quốc tế giáp với Trung Quốc đã mở cửa hoạt động thông quan hàng hóa trở lại sau 2 tháng tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong ngày 26 tháng 4 đã có 30 phương tiện Trung Quốc hoàn tất thủ tục để về nước tại cửa khẩu Bắc Luân 2 thuộc cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Trong những ngày mới được thông quan trở lại, COT xử lý hàng hóa mắc kẹt trong khu vực giám sát, trả lại xe đang đổ bãi của Trung Quốc về Việt Nam, thông quan hàng hóa không thuộc hàng chủ lạnh. Hy vọng là sẽ giữ vững được luồng xanh trong những thời gian tới. Về thủ tục nhanh chóng trong thời gian mở lại.
Còn tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai, từ ngày 6 tháng 4, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu cũng đã hoạt động trở lại. Khuyến cáo các doanh nghiệp phía Việt Nam đưa các cái hàng hóa dễ bảo quản và trên cái phương tiện bằng xe thùng hợp để tránh cái việc hư hại hàng hóa. Theo khuyến cáo, các doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ thông tin, chủ động kết nối, tránh tình trạng hàng được thông quan nhưng lại mắc kẹt tại các bãi kiểm hóa bên Trung Quốc, gây thiệt hại lớn. Trong phần an ninh trật tự, Công an Bình Dương xử lý nhóm thanh niên cầm mã tấu tấn công chủ nhà trọ. Xe máy đổ dốc tông vào xe máy khác, hai người bị thương nặng. Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ giàn cảnh trộm cắp xảy ra tại các tiệm thuốc tây trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Với thủ đoạn hết sức tinh vi, nhiều bị hại đã mất tài sản lên đến hàng triệu đồng. Đây là những hình ảnh được camera ghi lại vào ngày 10 tháng 4. Một người đàn ông chở một phụ nữ đến hỏi mua thuốc tại một tiệm thuốc trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp. Người đàn ông liên tục hỏi, người phụ nữ mở hộc tủ lấy thuốc ra bên ngoài. Sau khi giấu thuốc vào người, họ thản nhiên tính tiền các loại thuốc đã hỏi mua rồi mau chóng rời đi. Chủ tiệm thuốc phát hiện bị lấy mất 3 hộp thuốc trị giá hơn 1,8 triệu đồng. Mới đây, ngày 24 tháng 4, một tiệm thuốc ở huyện Hóc Môn cũng gặp trường hợp tương tự. Trong đó có cặp đôi nam nữ có hình dáng giống dù ở Gò Vấp, giàn cảnh trộm 4 chai sữa rửa mặt trị giá 800.000 đồng. Cả hai vụ việc đều không được trình báo công an. Còn phi được gửi vào các nhóm để cảnh giác. Và nhiều chủ tiệm thuốc khác ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai cho biết họ cũng bị cặp đôi này đến tiệm trộm cắp. Công an khuyến cáo khi xảy ra mất cắp tài sản, người dân nên đến công an trình báo để cơ quan chức năng có cơ sở xử lý. Ngày 26 tháng 4, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Bùi Trọng Tình, 27 tuổi, cùng các đối tượng có liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Trước đó, vào chiều ngày 24 tháng 4, Công an phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát tiếp nhận tin báo của ông Ca về việc gia đình ông bị một nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công, đập phá tài sản. Công an xuống hiện trường, triệu tập các đối tượng có liên quan lên làm việc. Theo điều tra, khi dự đám giỗ của một gia đình trong khu vực trọ vào trưa cùng ngày, ông Ca có nhắc nhở Tình là khách đến dự đám giỗ vì liên tục chửi thề và nói lớn tiếng. Tình bực tức lên xe nẹt bộ ầm ĩ rồi ra về. Người nhà của ông Ca đã dùng tay đánh vào mặt Tình. Ngay sau đó, Tình về và cùng 6 đối tượng cầm theo hung khí quay lại nhà ông Ca. Tại đây, cả nhóm của Tình chửi bới dùng hung khí đập phá đồ đạc trong nhà ông Ca rồi sau đó bỏ đi. Nam thanh niên điều khiển xe máy đổ dốc với tốc độ khá cao, tông thẳng vào người đàn ông đi cùng chiều phía trước, khiến hai người bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra khuya qua trên quốc lộ 14, đoạn qua thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4, nam thanh niên điều khiển xe máy trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Tây Ninh. Đến đoạn đổ dốc Kỳ Đà thuộc phường Tân Phú, do điều khiển xe với tốc độ khá cao, nam thanh niên không làm chủ tay lái nên tông thẳng vào chiếc xe máy do một người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến người đàn ông và xe máy bị ngã văng xuống đường. Nam thanh niên và xe máy tiếp tục lao về phía trước hàng chục mét, ngã văng xuống gần chân dốc. Tai nạn khiến cả hai bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó, hai phương tiện bị hư hỏng. Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt xử lý vụ tai nạn và điều tiết giao thông. Chiều qua xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh hai cô gái chạy xe máy ngược chiều trong đường cao tốc. Nhiều tài xế đã khiếp sợ khi bắt gặp hình ảnh này. Cụ thể, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 26 tháng 4, hai cô gái mặc áo học sinh chạy xe máy đi vào cao tốc Láng Hòa Lạc hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội. Dù đây là đường chỉ dành cho ô tô, nhưng cả hai vẫn ngang nhiên đi ngược chiều, thậm chí đi ở làn ngoài cùng dành cho tốc độ cao nhất. Bất ngờ phát hiện vụ việc, tài xế xe ô tô đã nhanh chóng đánh lái để tránh tai nạn đáng tiếc. Hành động thiếu ý thức này không những gây nguy hiểm cho người vi phạm mà còn ảnh hưởng đến an toàn của các phương tiện khác đang lưu thông. Thưa quý vị, một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Trị vào chiều qua. Hai em học sinh lớp 8 đã thiệt mạng. Vụ việc một lần nữa cảnh báo về nạn đuối nước đang gia tăng, nhất là trong thời điểm nắng nóng hiện nay. Gần 16 giờ ngày 26 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo có người bị đuối nước nên nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Sau gần 1 giờ, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai học sinh lớp 8 tại kênh Thủy Lợi, đoạn qua phường 1, thị xã Quảng Trị. Hai nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị TV và Hoàng Thị KT, cùng sinh năm 2008.
Tiếp theo trong phần tin thế giới, người mắc chứng COVID kéo dài cải thiện các triệu chứng sau 6 tuần tập thể dục. Quán cà phê phục vụ riêng cho thú cưng lần đầu tiên có mặt tại Dubai. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trường mẫu giáo ở miền trung nước Nga vào ngày 26 tháng 4. Theo chính quyền địa phương, người đàn ông mang theo khẩu súng săn bắn chết 3 người ở trường mẫu giáo vùng Ulyanovsk, rồi sau đó tự sát. Nạn nhân gồm một giáo viên và 2 em học sinh. Hiện cảnh sát chưa thể nhận diện được nghi phạm cũng như xác định động cơ gây án. Các vụ xả súng rất hiếm khi xảy ra ở Nga. Hồi tháng 5 năm 2021, một vụ xả súng xảy ra tại trường học ở thành phố Kazan khiến 7 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu siết chặt luật kiểm soát súng đạn sau thảm kịch này. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh viêm gan cấp tính nặng chưa rõ nguyên nhân xuất hiện ở trẻ nhỏ đã xuất hiện tại 12 quốc gia. Tổng cộng đã có gần 170 trẻ em có dấu hiệu mắc bệnh, trong khi một trẻ đã tử vong do căn bệnh này. Vương quốc Anh là nơi ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất với tổng cộng 114 trường hợp. Gần đây nhất ngày 25 tháng 4, Nhật Bản cũng thông báo ca nghi nhiễm đầu tiên, nhiều khả năng là trường hợp đầu tiên tại châu Á. Đa số các trường hợp mắc bệnh là trẻ em dưới 10 tuổi, trước đó hầu hết có thể trạng khỏe mạnh. Triệu chứng của bệnh gồm vàng da, tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng. Hiện đã có khoảng 10% bệnh nhi bị nặng đến mức cần phải ghép gan. Về nguyên nhân gây bệnh, giả thuyết hàng đầu hiện nay là adenovirus, loại virus phổ biến gây ra một loạt bệnh như cảm lạnh, viêm phế quản và tiêu chảy đã được phát hiện ở 74 trường hợp. Một giả thuyết khác là sự kết hợp giữa adenovirus và SARS-CoV-2 hoặc yếu tố dịch tễ từng mắc COVID-19 đã làm phát sinh căn bệnh này. Các chuyên gia cho rằng do các virus nói trên có thể truyền nhiễm, nên việc bảo đảm vệ sinh cá nhân cũng như các biện pháp ngừa bệnh COVID-19 có thể giúp chống lại căn bệnh này. Một tin vui cho những người mắc chứng COVID kéo dài. Các nhà nghiên cứu tại Ireland vừa công bố kết quả thử nghiệm cho thấy các triệu chứng như mệt mỏi, khó thở hoàn toàn có thể cải thiện sau 6 tuần thực hiện các bài tập thể dục qua mạng. Tham gia chương trình thử nghiệm có hơn 60 người gặp các triệu chứng của COVID-19 kéo dài ít nhất 6 tuần sau khi mắc bệnh, trong đó có hơn 40% là nam giới, với độ tuổi trung bình là 45. Kết quả ban đầu cho thấy, sau 6 tuần tham gia chương trình phục hồi với các bài tập thể dục gần 1 tiếng mỗi ngày, gần 95% số bệnh nhân có thể đi bộ quãng đường dài hơn 35% so với lúc mới tham gia tập luyện. Các bệnh nhân cũng có thể cải thiện các khả năng vận động trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Đây được đánh giá là bước đi quan trọng trong nghiên cứu về các chứng COVID-19 kéo dài mà 2.000 người ở nước này đang gặp phải. Trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng lương thực, việc tránh lãng phí đồ ăn được cho là giải pháp vô cùng thiết thực. Tại Ai Cập, thì một ứng dụng đặt đồ ăn đã được nhiều người ủng hộ khi đưa ra phương án đặt thực phẩm tươi dư thừa từ các nhà hàng và các nhà cung cấp thực phẩm với mức giá ưu đãi. Ứng dụng đặt đồ ăn mang tên Tekeya cho phép người dùng kết nối với các nhà hàng hoặc đơn vị cung cấp thực phẩm tại Ai Cập để đặt mua đồ ăn dư thừa nhằm tránh lãng phí. Người dùng không chỉ đặt được một bữa ăn tươi ngon với giá giảm một nửa, mà còn có thể gửi tới các tổ chức từ thiện. Khi người dùng đặt qua ứng dụng này, họ tiết kiệm được 50% chi phí. Các nhà cung cấp hoặc nhà hàng quảng cáo trên ứng dụng sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, trong khi các tổ chức từ thiện sẽ nhận được bữa ăn miễn phí. Tất cả những ý tưởng này sẽ góp phần giảm lãng phí thực phẩm và giảm rác thải thực phẩm gây ô nhiễm môi trường. Năm 2021, ứng dụng này cũng đã giúp tiết kiệm khoảng 40.000 bữa ăn. Các nhà sáng lập ứng dụng mong muốn mở rộng mô hình này ra toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm nhằm giảm thất thoát thực phẩm trong tương lai. Lần đầu tiên tại Dubai có một quán cà phê phục vụ riêng cho thú cưng. Những món ăn tại đây được hứa hẹn rất đặc biệt với các bạn chó. Chủ của quán cà phê có tên Happy Birthday là người Hàn Quốc, cô Hyun Suku. Trước khi mở quán, cô đã phải hoàn thành một khóa học dinh dưỡng cho thú cưng. Nguyên liệu được cô sử dụng hoàn toàn tươi sống và đạt chất lượng cao, có cả menu ăn kiêng cho các trường hợp đặc biệt. Một ngày nọ, tôi đã nghĩ, có rất nhiều nhà hàng cho con người, tại sao không có nhà hàng cho chó? Vì vậy, tôi nghĩ hãy làm một cái cho chúng. Tôi nghĩ mô hình này thật sự rất tốt vì nó mang lại lợi ích cho sức khỏe, không chỉ là một bữa ăn ngon mà còn là một bữa ăn đầy đủ. Các bữa ăn tại Happy Birthday có giá dao động từ 10 đến 55 đô la Mỹ. Cô Hyun Suku hy vọng sẽ mở rộng mô hình nhà hàng này trên khắp UAE.
Hồ nước Sawa nằm trong sa mạc phía tây Iraq, từng có diện tích trải dài hơn 5 km vuông. Tuy nhiên giờ đây hồ nước chỉ còn lại là một cái ao nơi những con cá nhỏ bơi lội. Nguyên nhân vì đâu? Dùng đất ngập nước giàu đa dạng sinh học này từng là nơi sinh sống của nhiều gia đình. Tác động của hiện tượng khí hậu nóng lên toàn cầu đã khiến tình trạng nước mặn lan rộng. Vài năm trước, diện tích mặt nước trong hồ thay đổi theo mùa nắng hay mưa. Nhưng năm nay, nước trong hồ đã sụt giảm mạnh, khiến hồ nước gần như biến mất. Nó cho thấy ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với vùng này. Con người cũng là nguyên nhân dẫn đến sự cạn kiệt nguồn nước của hồ Sawa. Để có nước sinh hoạt, cư dân trong vùng đã đào và khai thác hàng ngàn giếng nước ngầm. Bên cạnh đó, các nhà máy sản xuất xi măng và muối cũng sử dụng nhiều nước trong sản xuất. Điều quan trọng nhất là phải ngừng khoan và khai thác các giếng nước ngầm nằm gần hồ, ngừng các dự án công nghiệp. Về lâu dài thì nên di dời các nhà máy sản xuất xi măng và muối ra xa khu vực hồ nước. Những hoạt động cứu hồ Sawa vẫn đang diễn ra. Từ năm 2014, chính phủ Iraq đã coi vùng đất ngập nước này là vùng cần được bảo vệ và cấm các hoạt động đánh bắt cá trên hồ. Các thông tin thể thao và cập nhật. Lượt đi bán kết Champions League, Manchester City thắng Real Madrid 4-3, cơ hội vẫn còn cho hai đội. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc gặp Tổng thống Nga nhằm thảo luận cơ hội hòa bình cho xung đột Nga-Ukraine. Thông tin cập nhật, đêm qua theo giờ Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antony Guterres đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thủ đô Moscow. Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin cho biết Nga và Ukraine vẫn đang tiếp tục đàm phán trực tuyến và ông hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cảnh báo rằng các thỏa thuận an ninh sẽ không được ký kết cho đến khi các vấn đề về lãnh thổ được giải quyết. Cụ thể, các vấn đề này liên quan đến bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014 và các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk ở vùng Donbass, nơi mà Moscow công nhận là độc lập vào cuối tháng 2 vừa qua. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng nhất trí với Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế về việc sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azovstal ở thành phố Mariupol của Ukraine. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi chiều vào lúc 18:30 với những thông tin cập nhật trong ngày. Xin kính chào tạm biệt.